Để thiết lập báo động ở trên camera, chúng ta sẽ vào phần báo động ở đây. Trước tiên chúng ta nhấn 3 chấm và nhấn vào cài đặt. Sau đó chúng ta sẽ kéo xuống phần báo động và chọn loại báo động cũng như là chế độ báo thức mà chúng ta muốn. Độ nhạy báo động chúng ta có thể chỉnh cao hoặc trung bình. Và chế độ báo thức thì có thể để chuông camera hoặc là không để chuông camera. Sau đó trên ứng dụng chúng ta sẽ nhấn phần báo động và đổi sang cảnh giác. Như vậy là camera đã thực hiện báo động ngay. Khi mà có vật thể di chuyển thì nó sẽ báo về máy cho chúng ta cũng như là hú còi. Lưu ý tính năng này trên Yosi hiện tại chưa thông minh lắm. Vì vậy đôi lúc báo động có thể không chuẩn. Chúng ta chỉ nên sử dụng báo động khi đi ra ngoài. Tiếp theo em hãy hướng dẫn các bác cái cách để chuyển mạng. Trước tiên chúng ta nhấn vào cài đặt, 3 chấm vào cài đặt. Sau đó chúng ta kéo xuống dưới và nhấn vào thiết lập mạng. Tiếp theo ở trên phần mềm sẽ hiện lên các wifi mà camera có thể kết nối được. Chúng ta sẽ nhấn vào một wifi và nhập đúng mật khẩu. Lưu ý chúng ta phải nhập đúng mật khẩu, nếu không camera sẽ quay lại kết nối vào wifi cũ. Sau đó chúng ta nhấn xác nhận và hoàn thành.